Xin chào tất cả các em khóa K30 của trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay trong video này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cách thực hiện các bài tập về hàm IF và các hàm tính toán khác. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu giải bài tập thứ nhất. Chúng ta sẽ đi qua xem cái yêu cầu đề bài số 1. Thì ở bài này chúng ta xem bảng dữ liệu. Thì bảng dữ liệu của chúng ta có cột họ tên, các cột điểm toán, lý, hóa, yêu cầu là tính điểm trung bình, điền vào dữ liệu cho cột kết quả. Thì cột kết quả yêu cầu là nếu điểm trung bình từ 5 trở lên thì đậu, còn ngược lại thì ghi là hỏng. Còn cột xếp loại thì yêu cầu là nếu mà điểm trung bình lớn bằng 9 thì giỏi, điểm trung bình nhỏ hơn 9 và lớn hơn bằng 7 thì khá. Điểm trung bình nhỏ hơn 7 và lớn bằng 5 thì là điểm trung bình, còn điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì là yếu. Ở cột thứ tư yêu cầu hãy tính cao nhất, thấp nhất cho các cột toán lý hóa điểm trung bình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở Excel lên để chúng ta thực hiện cái bài tập này các em. Rồi, thì đây là cái bảng dữ liệu cô đã có sẵn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các cái hàm vào đây. Thì yêu cầu thứ nhất là yêu cầu tính điểm trung bình. Thì điểm trung bình ở đây chúng ta sẽ có hai cách để thực hiện. Một là sử dụng công thức, hai là sử dụng hàm. Như vậy cô thực hiện hai cách nha. Thì cách 1 là sử dụng công thức, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy từng môn cộng lại rồi chúng ta chia cho hệ số 3 ha. Như vậy thì ở đây cô thực hiện cách số 1, công thức nè. Mở ngoặc ra, cô lấy toán nè, cộng cho lý, rồi cộng cho hóa, rồi tất cả chia cho 3, enter. Như vậy thì cô đã có kết quả ở đây nha. Cô đã có xong kết quả ở đây của mình. Như vậy thì bây giờ cô thực hiện ở cách thứ hai tiếp theo là cô sử dụng hàm. Thì cô sử dụng hàm á, thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta gõ tên hàm, nếu mà chúng ta gõ một số ký tự đầu đúng thì khi đó nó sẽ xuất hiện ở dưới đây cho mình danh sách một số cái tên hàm có thể gần giống với những cái tên hàm mà mình đã gõ. Như vậy thì có thể là mình sẽ chọn cái tên hàm trực tiếp ở đây nếu như đúng. Còn không thì chúng ta có thể nhìn vào đó để chúng ta tự gõ lại cho nó đúng nhé. Rồi, ví dụ như đó, ví dụ như thế này. Cô có nha. Rồi. Ví dụ như trong quá trình gõ tên hàm, chúng ta thấy là cô làm lại, nó thông báo cho chúng ta một cái lỗi, đó là lỗi name. Như vậy thì cái lỗi name này là gì các em? Là sai tên hàm. Như vậy thì chúng ta cần mở công thức trở lại, mở cái tên hàm trở lại để xem coi cái tên hàm nào sai. Thì để nếu như mà một cái công thức mà có nhiều hàm ở trong đó thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là xem cái tên hàm nào không được viết chữ in hoa thì nó sẽ là sai. Ví dụ như ở đây cái tên hàm này không được viết chữ in hoa, cho nên nó sai, thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Thì ở đây cô sẽ bỏ bớt chữ S đi để cho tên hàm nó trở thành đúng. Như vậy chúng ta mở công thức trở lại nè. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy là nếu như tên hàm đúng thì tự động cái tên hàm đó sẽ chuyển thành những ký tự in hoa. Vậy đó là cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý khi mà chúng ta nhập một cái công thức rất là nhiều tên hàm ở trong đó nha. Rồi, bây giờ sau khi tính trung bình xong rồi thì bây giờ cô sẽ thực hiện là sao chép công thức xuống những ô ở phía dưới. Thì bây giờ các em thấy là kết quả tính trung bình thì có lẻ như vậy, thì có kết quả lẻ như vậy. Như vậy thì chúng ta cần phải làm tròn cho nó, chứ chúng ta không nên để số lẻ như vậy. Như vậy thì ở đây cô sẽ thêm hàm để chúng ta làm tròn kết quả này. Giả sử là chúng ta sẽ làm tròn kết quả điểm trung bình này với một chữ số thập phân. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm rao ở trong cái tính điểm trung bình để làm tròn. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta mở cái hàm này lên và chúng ta sẽ thêm là thì toàn bộ cái hàm average này xem như là cái số thực N mà chúng ta cần phải làm tròn, cho nên chúng ta sẽ đặt hàm rao ở phía trước của hàm average. Rồi, thì xong, chúng ta phẩy
Chúng ta ghi số chữ số, ta cần làm tròn là 1. Rồi, xong. Ta nhấn Enter xong. Rồi, ta sẽ sao chép cái công thức này xuống những ô phía dưới để chúng ta sẽ ra được kết quả. Đây, chúng ta thấy là cái hàm rau mới nãy cô viết chữ thường, nhưng mà bây giờ khi chúng ta Enter xuống thì nó cũng tự động nó chuyển sang chữ in hoa cho mình ha. Rồi, đó là cách chúng ta sẽ tính trung bình và làm tròn cái giá trị trung bình đó với một chữ số thập phân. Chúng ta qua câu thứ hai là kết quả. Kết quả nếu điểm trung bình từ 5 trở lên thì đậu, ngược lại thì hỏng. Như vậy thì ở đây xuất hiện câu lệnh nếu if. Như vậy thì trong câu lệnh if thì chúng ta xác định là biểu thức điều kiện. Thì biểu thức điều kiện của mình đây bây giờ đó chính là điểm trung bình từ 5 trở lên. Còn giá trị đúng đó chính là đậu. Và giá trị sai đó chính là hỏng. Thì điểm trung bình từ 5 trở lên có nghĩa là điểm trung bình lớn hơn hay bằng 5. Vậy bây giờ tại chỗ này cô sẽ thực hiện cái công thức của mình. If nếu điểm trung bình lớn hơn hay bằng 5 thì đậu. Như vậy đậu là một chuỗi ký tự nên chúng ta mở ngoặc kép. Rồi, ngược lại thì hỏng. Chúng ta cũng mở ngoặc kép, chúng ta nhập ký tự vào hoặc ta đóng ngoặc kép lại. Rồi, sau khi xong hết, chúng ta nhấn Enter. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được kết quả của mình. Đó là cái câu kết quả của mình. Đây, thì cô Enter xuống chữ if nó cũng đã được chuyển thành chữ hoa. Rồi bây giờ chúng ta qua cái câu tiếp theo là câu số 3. Điền vào cột xếp loại biết rằng điểm trung bình lớn bằng 9 thì giỏi. Rồi điểm trung bình nhỏ hơn 9 lớn bằng 7 thì khá. Rồi điểm trung bình nhỏ hơn 7 lớn bằng 5 thì trung bình. Điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì yếu. Như vậy thì đây là cái trường hợp mà có nhiều trường hợp điều kiện. Có nghĩa là chúng ta sẽ lồng các cái hàm if vào nhau trong các giá trị đúng, giá trị sai. Mà cụ thể ở đây đó chính là các cái giá trị đúng. Như vậy thì nếu nhiều trường hợp như vậy thì chúng ta cứ làm theo thứ tự từ trên xuống dưới các cái yêu cầu của mình. Vậy chúng ta sẽ thực hiện nè. Nếu điểm trung bình lớn bằng 9, ta chọn điểm trung bình lớn hơn hay bằng 9 thì giỏi. Đây, thì giỏi. Rồi, tiếp theo. Điểm trung bình nhỏ hơn 9 lớn bằng 7 thì khá. Như vậy thì ở đây lưu ý một điều là chỗ này mình đã có rồi, là nếu điểm trung bình lớn bằng 9 thì giỏi, còn cái vế phía sau này đó là value if false, có nghĩa là sai. Mà sai có nghĩa là điểm trung bình đã hiển nhiên nhỏ hơn 9 rồi, cho nên chúng ta sẽ không xét trường hợp điểm trung bình nhỏ hơn 9 bên này nữa, mà chúng ta chỉ cần xét cái vế là điểm trung bình lớn hơn bằng 7 mà thôi. Vậy tại chỗ này chúng ta sẽ thực hiện if nếu điểm trung bình lớn hơn hay bằng 7 thì khá. Rồi, tiếp. Tương tự như vậy, ngược lại của cái hàm if này có chính là điểm trung bình đã nhỏ hơn 7 hiển nhiên nên cũng không cần xét nhỏ 7 nữa. Vậy chúng ta chỉ cần xét tiếp điểm trung bình lớn bằng 5 thôi. Nếu điểm trung bình lớn hơn hay bằng 5 thì nó sẽ là trung bình. Rồi cái vế này chúng ta có điểm trung bình nhỏ hơn 5. Như vậy thì ngược lại của cái lớn bằng 5 đó chính là nhỏ hơn 5 rồi, nên chúng ta không cần xét nữa. Mà ở đây đó chính là hiển nhiên, ngược lại thì đó là yếu, nhỏ hơn 5 yếu. Rồi tại đây đã kết thúc các cái điều kiện rồi, các trường hợp điều kiện rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đóng ngoặc các cái hàm if lại. Như vậy thì lưu ý khi mà chúng ta đóng ngoặc hàm if á, thì chúng ta thấy là đây là cái đóng ngoặc của cái hàm if này. Đây màu tím, chúng ta chú ý về cái màu sắc của nó. Đây màu đỏ, đây màu đỏ. Vậy thì chúng ta đóng khi nào mà nó có màu đen cuối cùng là coi như đầy đủ. Rồi chúng ta xong, chúng ta nhấn Enter. Như vậy bây giờ xong rồi thì chúng ta sẽ copy cái công thức này xuống phía dưới của mình. Như vậy là xong. Chúng ta mở công thức lên cho xem lại nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái câu tiếp theo.
Yêu cầu hãy tính cao nhất thấp nhất cho các cột toán lý hóa điểm trung bình. Thì cao nhất thấp nhất toán lý hóa điểm trung bình đó chính là hàm max min. Vậy thì chúng ta sẽ đặt ở phía dưới này, chúng ta ghi thêm vào hàm max min ở dưới phía này. Nhưng mà bây giờ ở đây thiếu dòng thì chúng ta sẽ chèn thêm dòng nè, bằng cách là chúng ta sẽ chọn một cái dòng, rồi chúng ta sẽ click chuột phải và chúng ta sẽ chọn insert. Như vậy thì nó sẽ chèn cho dòng hình nó rất là nhanh ha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là giá trị max, ở phía dưới này là giá trị min. Như vậy thì max min, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có max, chúng ta sẽ có max. Rồi chúng ta sẽ chọn nguyên cột toán, bởi vì yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất của cột toán. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ không cần làm nữa, mà chúng ta chỉ cần sao chép qua những cái cột bên cạnh là chúng ta đã xong rồi. Tương tự hàm min, ở đây chúng ta cũng có min, min của cột toán ở đây. Rồi ta đóng ngoặc lại, enter, min. Rồi ta cũng sao chép qua những cái cột bên cạnh. Như vậy là ta đã xong. Như vậy thì công việc còn lại của mình đó chính là chúng ta sẽ trang trí lại cái ô bảng tính này nha, cho nó đẹp mắt. Đó, như vậy thì cô đã hoàn thành các yêu cầu của bài số 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Chúng ta theo dõi cái yêu cầu của bài số 2. Thì trước tiên chúng ta xem bảng dữ liệu ở bài này. Thì chúng ta có dữ liệu nè, cột chủ hộ, cột hình thức sử dụng, cột chỉ số trước, cột chỉ số sau, điện tiêu thụ, yêu cầu tính điện tiêu thụ, tiền điện, tiền công tơ, tính tổng số tiền. Thì thứ nhất là tính điện tiêu thụ, thì ở đây người ta đã cho nè, điện tiêu thụ là bằng chỉ số sau trừ chỉ số trước. Thì vậy ở đây cô làm luôn nha. Ở đây chúng ta có điện tiêu thụ nè, bằng nè chỉ số sau trừ đi cho chỉ số trước. Rồi xong. Cái này dễ các em. Rồi ta kéo xuống. Rồi tiếp theo, tiền điện, tiền điện là bằng giá điện nhân cho điện tiêu thụ. Biết rằng giá điện là hộ sản xuất 2.000 đồng kilowatt, hộ kinh doanh là 1.500 đồng một kilowatt, hộ tiêu dùng là 500 đồng một kilowatt. Vậy thì trong cái câu này á thì mình thấy là điện tiêu thụ đã biết rồi, chúng ta vừa mới tính xong ở đây, chỉ có giá điện là chúng ta chưa biết. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái câu giá điện trước, sau đó chúng ta sẽ lấy giá điện nhân cho điện tiêu thụ sau ha. Rồi như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta làm câu giá điện nè. Vậy thì câu giá điện này làm sao đây? Nó ghi như thế này có nghĩa là sao các em? Nó ghi như thế này có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển thành câu lệnh nếu thì. Có nghĩa là ở đây hộ sản xuất kinh doanh tiêu dùng, chúng ta dựa vào đâu trong bảng dữ liệu này để biết được đó là hộ kinh doanh sản xuất hay là tiêu dùng? Mà có phải là chúng ta dựa vào cái hình thức sử dụng của cái hộ đó hay không? Đây hình thức sử dụng nè, hộ sản xuất này, chúng ta thấy chữ SX thì mình biết ngay đó là hộ sản xuất nè. Chúng ta thấy chữ KD này có nghĩa là hộ kinh doanh nè, TD là hộ tiêu dùng, rõ ràng. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cái câu này bằng cách ta dịch ra nè. Nếu hình thức sử dụng là SX, hình thức sử dụng là SX thì chứng tỏ hộ đó là hộ sản xuất, thì giá điện là 2.000 đồng. Còn ngược lại thì nếu hình thức sử dụng là KD thì chứng tỏ hộ đó là hộ kinh doanh, thì giá điện đó chính là 1.500 đồng. Rồi ở đây chỉ có 3 cái trường hợp thôi, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thôi. Mình giờ kiểm tra hai cái trên rồi, cho nên bây giờ còn ngược lại thì đó chính là hộ tiêu dùng mà thôi. Thì hộ tiêu dùng sẽ là 500 đồng. Như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta làm câu định if bằng nếu hình thức sử dụng là SX thì ở đây là một chuỗi. Như vậy chúng ta đang so sánh chuỗi. Thì so sánh chuỗi chúng ta sử dụng dấu bằng là SX. Thì SX là một chuỗi cho nên chúng ta sẽ mở hoặc kép nhập chữ SX. Và lưu ý ở đây SX đó là viết hoa. Thì ở đây chúng ta cũng so sánh bằng chữ viết hoa. Nếu mà chúng ta so sánh viết thường thì nó sẽ không ra nha. Ở đây phân biệt chữ hoa chữ thường rất là rõ ràng. Vậy thì ở đây ha, nếu
Hình thức sử dụng là FX thì 2.000 đồng này. Đó, thì 2.000 đồng. Rồi ngược lại thì nếu hình thức sử dụng là KD, KD thì đó chính là kinh doanh. Thì kinh doanh thì sẽ là 1.500 đồng. Như vậy thì ngược lại thì hiển nhiên nó là tiêu dùng rồi, cho nên là 500 đồng. Rồi cô kết thúc câu lập tiếp của mình xong. Đó. Thì bây giờ chúng ta đi kiểm tra xem là cái giá điện của mình như vậy đã đúng hết chưa cho các cái trường hợp như thế này. À, thì chúng ta thấy đây ha, đây là sản xuất thì là 2.000, đây là kinh doanh thì là 1.500, đây là tiêu dùng thì 500. À, các trường hợp của mình như vậy đúng rồi. Như vậy thì bây giờ công việc còn lại tiếp theo là chúng ta mở công thức này trở lại và chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ nhân với lại điện tiêu thụ. À, tại vì nhiều bạn chúng ta chưa kiểm tra cái giá điện này xong mà chúng ta đã nhân thẳng 2.000 nhân thẳng điện tiêu thụ ở trong này, rồi 1.500 nhân cho điện tiêu thụ, rồi 500 nhân điện tiêu thụ, thì như vậy á, thì chúng ta sẽ không kiểm tra được là giá điện của mình đúng hay sai. À, rồi chúng ta đã có tiền điện xong của mình, công thức của mình ha, tới đây là như vậy. Rồi câu thứ ba, tiền công tơ. Thì tiền công tơ chúng ta cũng thấy người ta ghi giống như trên này, đó là hộ sản xuất là 20.000 đồng một tháng, hộ kinh doanh là 20.000 đồng một tháng và hộ tiêu dùng là 10.000 đồng một tháng. Như vậy thì bây giờ cũng như vậy luôn, đó là nếu hình thức sử dụng là FX thì tiền công tơ là 20.000 đồng. Rồi ngược lại nếu như mà hình thức là kinh doanh thì tiền công tơ cũng là 20.000 đồng. Rồi còn ngược lại thì đó chính là hộ tiêu dùng là 10.000 đồng một tháng. À, như vậy thì cách thứ nhất là chúng ta cũng sẽ làm tương tự giống như mới nãy. Nhưng mà bây giờ ở đây lưu ý một điều đó là gì? Ở đây sản xuất và kinh doanh đều giống nhau là 20.000 đồng chứ không khác nhau nữa. À, như vậy thì chúng ta sẽ làm sao cho nó ngắn gọn lại ạ? Ta làm ngắn gọn lại là bằng cách đó là nếu hình thức sử dụng là hộ sản xuất hoặc là hộ kinh doanh thì tiền công tơ sẽ là 20.000 đồng, còn ngược lại thì 10.000 đồng đó của hộ tiêu dùng. À, như vậy thì hoặc là hộ sản xuất hoặc là hộ kinh doanh, như vậy ở đây chúng ta chỉ cần sử dụng một hàm if thôi, nhưng mà kết hợp trong hàm if có điều kiện là hàm or hoặc. À, như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm if or hoặc hình thức sử dụng, hoặc nè hình thức sử dụng là SX hoặc hình thức sử dụng là KD kinh doanh, rồi đó, hoặc một trong hai điều kiện đó, thỏa mãn điều kiện đó thì tôi sẽ có giá trị đó là 20.000 đồng, còn ngược lại không phải thì sẽ là 10.000 đồng. Rồi, chúng ta có xong hàm if của mình, tiền công tơ. Đây. Đây chúng ta kiểm tra lại, sản xuất 20.000 đồng, kinh doanh 20.000 đồng, tiêu dùng 10.000 đồng. Đó. Vậy là chúng ta đã xong một cách. À, xong một cách rồi. Bây giờ chúng ta có một cái cách thứ hai là chúng ta sẽ làm ngắn gọn hơn nữa, là chúng ta không cần sử dụng hàm o ở trong này. À, bằng cách nào? Bây giờ cô xóa cái cách thứ nhất này đi ha. Cô xóa cách thứ nhất. Vậy ở cách thứ hai thì cô sẽ làm thế nào? Bây giờ cô sẽ kiểm tra ngược lại, đó là nếu hình thức sử dụng là hộ tiêu dùng thì đó tiền công tơ đó sẽ là 10.000 đồng. Còn ngược lại thì tôi không xét nữa, mà ngược lại thì là hoặc là sản xuất kinh doanh thôi, thì hiển nhiên ngược lại hai anh đó sẽ là 20.000 đồng. Cho nên bây giờ ở đây cô có cách thứ hai, đó là nếu hình thức sử dụng là tiêu dùng. À, bây giờ cô kiểm tra tiêu dùng trước. À, nếu hình thức sử dụng là tiêu dùng thì sẽ là 10.000 đồng. Còn ngược lại thì là 20.000 đồng. Xong, đơn giản. Chúng ta cũng có kết quả của mình.
điểm ta cũng có kết quả là sản xuất này, kinh doanh này, tiêu dùng này, các giá trị đều đúng ha. Rồi như vậy thì tùy suy nghĩ của mình muốn làm cách nào cũng được nhé. Rồi bây giờ chúng ta qua cái câu cuối cùng, tổng số tiền là bằng tiền điện cộng tiền công tơ, tiền điện cộng tiền công tơ. Rồi bây giờ còn một cái cuối cùng ở dưới này, đó là yêu cầu hãy tính tổng cộng. Rồi ở đây chúng ta sẽ tính tổng cộng của các cột là điện tiêu thụ, tiền điện, tiền công tơ và tổng số tiền. À, thì bây giờ tại cái cột điện tiêu thụ thì cô sẽ sử dụng hàm sum để tính tổng cái số lượng điện đã tiêu thụ của tất cả các hộ này, sum. Rồi cô chọn một vùng dữ liệu của cái cột này, đó là từ ô F3 cho tới ô F9. Rồi chúng ta có enter xong kết quả. Rồi bây giờ công việc còn lại là chúng ta sẽ sao chép qua những cái ô phía bên cạnh để cho ra giá trị của những cái cột bên cạnh, chứ chúng ta sẽ không cần phải làm cho từng ô. À, như vậy là chúng ta đã xong kết quả của mình. À, như vậy thì cô đã xong bài số 2. À, như vậy thì qua cái bài số 1 và bài số 2 này thì các em cần nắm cho cô cách sử dụng hàm if, hàm tính trung bình, rồi cách sử dụng cái biểu thức điều kiện so sánh ở trong hàm if là so sánh với số, đồng thời là so sánh với chuỗi, và cách kết hợp hàm or, and or vào trong biểu thức điều kiện của hàm if. À, rồi cô xin dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại các em vào video lần sau. Xin chào là các em, chúc các em học tốt.